bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố châu đốc trong ngày 3 tháng 8 năm 2021 theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 thành phố châu đốc trong ngày 3 tháng 8 năm 2021 thành phố châu đốc không ghi nhận ca mắc mới lũy kế từ đầu đợt dịch đến nay thành phố châu đốc có 52 ca mắc covid-19 về tình hình điều trị một trường hợp được trung tâm y tế huyện châu thành cho xuất viện pcr dương tính chỉ số ct 30,5 Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Châu Đốc quyết định đưa vào cách ly tập trung theo dõi tiếp tục. Tổng số tại ổ dịch hẻm 418 F0 39 đã chuyển bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc 4, chuyển bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang 3 điều trị tại trung tâm y tế 12 và 22 cách ly điều trị F0 không triệu chứng tại trường mẫu giáo Anh Đào cách ly tập trung, hiện có 171 trường hợp đang thực hiện cách ly, sức khỏe bình thường, 841 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú, quản lý cách ly tại nhà, 434 người và 1.881 người hoàn thành cách ly tại nhà, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Có một trường hợp F1 nuôi con 12 tháng tuổi bằng sữa mẹ, xét nghiệm RT-PCR lần 1 âm tính, hai trường hợp về từ dùng thực hiện chỉ thị 16 cho cách ly tại nhà. Thành phố Châu Đốc đang tiếp tục áp dụng giãn cách chỉ thị 16 trên phạm vi toàn thành phố đến hết ngày 15 tháng 8 2021 nhằm tận dụng 14 ngày vàng để tiến tới khống chế hoàn toàn dịch bệnh. Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố Châu Đốc đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định giãn cách, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết nhưng phải bảo đảm tuyệt đối 5K. Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai mạnh mẽ hơn nữa việc áp dụng chỉ thị 16 trên địa bàn, tập trung huy động mọi lực lượng công an, quân sự, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tích cực tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn mình. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, mua sắm trực tuyến, đi chợ online, đặt hàng qua điện thoại.